Hello, mình chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh sáng tạo Vlog video tiếp theo. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách làm thiệp chúc mừng năm mới 3D với cành mai vàng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hy vọng, giàu sang, phú quý, đại cát, đại lợi. Thật ý nghĩa phải không ạ? Các bạn xem thấy hay, hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ bật chuông để được thông báo đón xem những video tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.